Luyện tập lại thì hình bác Hồ đi luyện tập. Hình bác Hồ không, mà mẹ nó lớn rồi. Bác Hồ đi luyện tập. Lộng trong kiến có nghĩa là luyện vô cổng. Nhưng mà bởi dám đi lộng kiến không? Luyện cổng không? Luyện các ngày mai là còng vô 8 nó luyện liền đó. Bởi anh nói cho đám hoạt động này hoạt động lời thật mất lòng. Ở đây là lời thiệt không nghe quý bạn. Lời thiệt không hả? Cái dân đời vẫn đặt nói lâu rồi à. Học câu gì nữa không con? Dạ có người hỏi anh Kiệt ơi, mỗi lần em đi giao hàng đi ngang qua tượng Đức Trần Hưng Đạo đốt nhang cho ông được không? Quá tốt. Chắc làm rapper á, rapper đi giao hàng mỗi ngày. Quá tốt. Để sư phụ trả lời. Chắc mày nó thật thà quá. Một là thật thà, hai là nó có làm gì vừa sai đó. Chứ đốt nhang là cứ đốt. Đâu biết nó shipper làm gì. Làm chuyện gì mánh mông mà chỉ tiền rồi muốn tái đốt để mà ngài đừng có phạt tôi. Nên là sư phụ trả lời là gì đó. Đốt thì cứ tự nhiên đốt. Trừ khi nó làm gì sai nó mới sợ thôi. Sư phụ có câu hỏi là con cháu họ Thiên ở Việt Nam có được gọi sư phụ là sư phụ không? Dạ đương nhiên rồi. Chị giải rồi mấy. Để cho sư phụ trả lời. Cái câu này cách đây bao lâu ta? Gần 6 tháng. Thì khi sư phụ lúc đó không có nhận đứa đệ tử nào giống như bây giờ là đích tay dễ anh chán, thì lúc đó đó mẹ tức là Phật mẫu mới kêu sư phụ là giống như tất cả những đứa con họ Thiên mà từ xa tự động khấn thì đã là đệ tử của con rồi. Tại ở bên Cali á, sư phụ nhận một đứa nhỏ nè làm con nuôi, cái mẹ không có cho, thì lúc đó là mẹ mới nói con nhận nó làm đệ tử thôi. Và đồng thời lúc đó chư Phật nói á, là tự động những đứa con họ Thiên mà từ xa quay về hướng đông bắc mà khánh mà mang họ Thiên, thì hôm nay làm cái giấy chứng nhận á, thì là tự động đã là đệ tử rồi, trong vô vi rồi. Và những cái vong hồn mà chết 70 người Covid á, những thân nhân mà biết được họ Thiên của cái thời đại này là Thiền Mắt Nhã đó, thì là mà ở bên cõi vô vi họ chịu theo về với cha trời mẹ đất thì cũng là đại tử. Còn những cái đại tử 70-80 nước mà từ Cali, Houston và những tiểu bang khác mà có duyên mà đứt tay thù dĩa lên chén đó là chuyện khác. Là cái chuyện này là khi sư phụ về tìm đức thầy là 70-80 đứa đi theo sư phụ, còn mấy chục triệu người ngoài kia là cũng có, nhưng mà coi cái người nào có duyên nữa. Tại vì khi cái tay sư phụ mà dễ trên trán của mỗi người á, là bất cứ mấy đứa con đi đâu các chư thần cũng đều thấy cái dấu đó nó hiện lên trên cái ô vi á. Nó tay thì vậy nhưng mà thường dễ cái gì ngoài không gian á, là nó có chữ không gian á. Sư phụ mà muốn cái cửa tiệm nào bán đắt vô đó ông thổ địa giúp đệ tử thôi, là cái chữ nó giúp ngay cái cửa hoài, giống như con quảng cáo và neo bữa nay 20 đồng phó xếp gì đó, thì là cái giáp tay thổ giúp là như vậy. Còn hoặc là cái cửa tiệm là làm ăn gọi là bất chánh á, thù chỉ là để một cái thì nó có thể đóng cửa, còn chưa giờ làm thử. Tại từ bi không có giờ làm thử chứ. Không có những cái tiệm nó ác lắm, nó bán mấy cái đồ hải sản đồ này nọ đó. Hỏi lên đi con. Dạ. Là tự động có là đệ tử thôi. Người hỏi là chị Phi Ngọc thì hỏi cho con hỏi dạ Thánh Mẫu Liễu Hạnh và Chúa Xứ Thánh Mẫu miền Nam là một hay khác? Con cảm ơn chú. Thánh Mẫu Liễu Hạnh là con thứ hai của Ngọc Hoàng Thượng Đế, là chị của
đã tái sanh vào nước Việt 3 lần. Nếu mà anh lên vô Google search chữ Thánh Mẫu Liễu Hạnh á, rồi gọi là cái gì á, làm tiên gì đó, thì liền lúc này Google không có đó. Thì là có thiệt, phải mang sắc phàm thì mới ra hình tượng. Thì hiện giờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh đang ra quản cả nước Việt mà được lệnh của cha để mà cai quản nước Việt. Sau đó ngay trong lúc này thì nước Việt rất là bận biểu, cho nên chia miền Nam cho ngài lên miền cai quản, miền Bắc Thánh Mẫu là những cai quản. Thì ở ngoài Bắc người ta thờ Thánh Mẫu rất là tôn kính, còn những cái miễu chúng xứ châu đốc hay là này nọ không phải. Nhưng nên nhớ là người nhân gian phải hiểu cái này, mình thờ một cái hình tượng bà Chúa xứ châu đốc, mình có bao giờ biết mở lại không, có bao giờ biết gốc rác nguồn gốc sao? Lịch sử cũng do người này người kia nói qua nói lại, nhưng một cái vị thần mà trụ vào cái đó, người ta không có chấp vào cái hình tướng của nhân gian mình, người ta miễn cho chỗ đó lưng để mà linh hiển, để mà độ dân dùm đó. Đó là một những vị thần khác thì đời khó hiểu được lắm, trừ khi sư phụ hỏi thì bề trên mới nói là chỗ đó là do cái vị ABC này đang cai quản. Còn người đời của mình thì cứ nghĩ là đây là ông thành cọp, không phải. Cái miếu hay là cái hình tượng của thế gian là do người thế gian đặt lên thời đó. Nhưng mà cái người mà thật sự mà ở đó mà linh ứng mà giúp độ chúng sanh dùng đó là một vị khác đó nha. Còn ngược lại ở chùa mình cũng vậy, cái triệu cái chùa khắp thế giới, con cứ đi những cái chùa không linh hiển á, gọi là chùa mà không có điện á, thì nó không có hào quang. Cái tượng Thiên Long Sơn lúc nào nó cũng có hào quang hết, là tượng nào ra tượng đó của gì đó, không có mượn tượng qua lộn xộn được. Nhưng những cái chùa mà của mấy thầy mà gọi là thầy Thích Đủ Thứ á, là cái tượng không có điện, thì mình vô mình lại Phật Thích Ca nó cũng đèn chớp chớp rồi này nọ, nhưng mà nó không phải là Phật, nhiều khi là quỷ vô tượng. Rồi cũng là thêm một chút xíu linh hiển thì mình nghĩ cái chùa này linh hiển, nhưng mà nó là thuộc thần thông của tà, tà thần thông cũng cao siêu lắm, cao cũng gần bằng Phật. Này con hỏi câu là dạ, có chị hỏi là hôm trước anh coi hình em nói em có tiên nữ, như em hỏi sao em bị đài xuống đây khổ quá, giờ làm sao em về trời này? Thế gian này cùng cực không có gì mà khi nói chuyện chưa từng chịu khổ. Cái khổ tình nào á, người mà có dũng á, khổ là một cái nấc thang cho bậc anh tài, và cũng là một cái dịch thảm cho người hèn yếu. Thì ghét làm anh tài đi, làm anh thư đi, hay muốn làm hèn yếu, khổ là thử thách đó mà, đúng không? Yeah. Đúng rồi. Tiên lớn chừng nào khổ chừng đó. Không có gì đó ăn hết trơn. Ngồi ra đó là cái khổ. Tiền đó tiền. Mình á phải một là già gần đất xa trời như ông này để mình đưa ông về, phải không? Đưa cho đi đường, nếu không á ông đưa vô một đầu hai lợi vô mấy nhà nhậu là ông nhậu dữ, hồi xưa ông nhậu không thì nhìn biết rồi, khỏi không phải nói đó. Mà đưa về hai là mấy nhỏ nó đang học, để khi mà quốc gia lâm nguy thì thất phu cũng hữu trách, huống chi là học giỏi cỡ này mà không hữu trách. À, thì vậy thôi, còn cái lùng xùng mệt lắm, lắm cảnh hỏi cứ xin hơn, xin tiền, xin may mắn, xin con nghe lời. Ô mệt mấy vụ này lâu lâu vui á thì mình làm được, tối ngày thấy mấy đệ tử chơi con với nhất gì chị kia ngày qua đệ tử gì đó. À, mà cứ qua Cali hoài à, mấy đứa con nó không có hiếu. Cứ hổ thôi mấy đứa con không có. Không phải nói con nghe con.
chưa tới nó. Chưa là không, mình giúp thì được, nhưng mà mình chỉ là giống như những đứa đệ tử gần đó, mình trợ duyên lớn để cho mấy đứa nhỏ đó nó đi về cái hướng tâm linh thì thật sự là cũng tốt, nhưng mà mình chỉ làm được những cái người thân cận thôi, còn cả cái thế giới đại đồng khổ này làm sao làm nổi. Phật Thích Ca xưa là không nổi, sư phụ là đức thầy làm cũng không nổi, kiếp này đâu có tài hơn mấy vị đó đâu. Dạ, có người hỏi là chú giúp em thấy con vật trên vật chết trên đường hay đi ngang đám tang thì mình phấn niệm câu gì ạ? Nam mô A Di Đà Phật, dạ đa tha và đa dạ đa điệt dạ tha, A Di Đà Đô Bà Tỳ, A Di Đà Tất Đam Bà Tỳ, A Di Đà Thì Ca Lăng Đế, A Di Li Đà Thì Ca Lăng Đa, dạ Di Dạ 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 Na Chỉ Đa Ca Lợi Ta Bà Ha. Thì cứ khấn như vậy thì nó chết thì nó được về, về trời. Không nhớ thì đọc cái câu mà của đức thầy đó sư phụ, có dịch ra câu tiếng Việt. Đức thầy viết sao? Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi. Nam mô Tây Phương Cực Lạc tam thập lục vạn ức nhất thập nhất vạn cổ thiên ngũ bá đồng danh đồng hiệu đại từ đại bi. Biết rồi, biết rồi. Cái nam mô với đại dạ là dễ nhất. Dạ, mà còn không đọc nữa. Còn học không nổi nữa, mà cái kiểu của con là xong luôn. Dạ, có người hỏi là vậy mình tu thiên tâm khi mất vẫn được các vị rước, chú vẫn lo cho những đệ tử thiên tâm, còn những người làm đệ tử chú là để sau này quản lý núi thôi, vậy không cần xin làm đệ tử chú đúng không? Con hỏi lại câu này hay. Vậy mình tu thiên tâm khi mất vẫn được các vị rước, chú vẫn lo cho những đệ tử thiên tâm, còn những người làm đệ tử chú là để sau này quản lý núi thôi, vậy không cần xin làm đệ tử chú đúng không? Đã nói trả lời rồi, bây giờ đã hội thiên là tự động là đời này là đệ tử của Thiên Tướng Kiều hết, là đệ tử không có nhiều dòng, dòng 1, dòng 2, dòng 3 thì nó cũng giống nhau hết, tất cả đệ tử đều là giống nhau hết. Nhưng mà đứa nào có duyên á, có tài, có trí, cái cốt keo á, là cái tâm nó sáng á, thì nó lo được chuyện lớn một chút. Đứa nào cái tâm không sáng thì lo chuyện nhỏ. Rồi đứa nào tâm dở nhất, mà bà già dở nhất ở Thiên Long Sơn trên núi, cũng tưới cây cũng được, bớt nước tưới cây đâu có khó. Người giỏi thanh niên thì lái xe chở người ta lên đỉnh núi, tức là mỗi người tùy theo cái khả năng. Còn ở xa đó thì đều là đệ tử cũng thương hết. Khi đức thầy xuất hiện á là rất là nhiều khâu, nhiều nơi cần có những người có tâm cái đã. Cái tâm nó đi trước cái tài, để ra để mà dìu dắt trăm triệu đàn gà con á, đang lăn xăng mà gọi là Bắc Trung Nam như rắn mắt đầu á, đầu trâu mặt ngựa lo âu á, thì lúc đó những mấy chục triệu đứa con họ Thiên á sẽ đứng ra để mà thay mặt cho Thượng Đế lo cho nước Việt, thì cái đó là chuyện khác nữa. Nhưng mà người tài trí và nước Việt rất là đông á nghe, đang ẩn là để mà lo vận mệnh quốc gia là khác, còn ở Mỹ, mình đang ở Mỹ, cho nên nó cho cái người này hỏi sư phụ muốn biết là họ đang ở đâu, chắc ở Việt Nam. Hả? Nhưng mà cái người hỏi là nhiều khi ở, không biết người này hỏi là ở Mỹ hay là ở Việt Nam. Việt Nam cũng là đệ tử Hội Thiên. Ở Việt Nam á, khi đã Hội Thiên mà lâu nay rồi thì biết đọc kinh, biết cách biết dấu hạt, thì những đứa con này có cái certificate, có cái bằng á, là tự đặt đức thầy nhìn vào cái bằng để mà hiểu thêm. Nghĩa là nó không có giả được. Quy y với mặt đời hay xin việc làm mặt đời,
mình có thể giả được. Còn mà giả mà làm con cháu họ Thiên vô là tự động mình đưa mình về với trời. Cái đó lúc đầu họ nghĩ họ giả nhưng mà lại cũng không giả. Thì theo có cái bằng đó, cái chứng nhận đó, thì lúc đó Đức Thầy sẽ trưng dụng. Khi mà quốc gia có cần những nhân tài hồi hôm qua. Cho nên hôm nay các chư Phật cho cái ra đời có lý do đó, chứ không phải không, mà lúc này lại đưa cái bằng. Dạ, dạ, con. Sau này sau này chú có đi cùng Đức Thầy giảng pháp khắp năm châu không chú? Chú là truyền tin, chú học lớp 4 ở Mỹ, không biết tiếng Việt, hôm nay bẹp bẹ cũng mừng rồi đâu dùng chữ giảng pháp. Dạ, có người hỏi là cách nào để điều phục được vọng tâm? Ngồi thiền, cứ mỗi ngày ngồi thiền 15 phút lên trên mạng mà Facebook của sư phụ á, có chỉ cách ngồi thiền trên đó đó. Thì cũng giống như cách nãy sư phụ chỉ ở ngoài đó nha. Thì cứ mỗi ngày án ngồi thiền 25 phút nửa tiếng. Mình không ngồi thiền á là mình để cái tâm mình nó chạy rong chơi lung tung. Rồi cứ mình cứ nghĩ là mình, dĩ nhiên mình có từ bi, nhưng mà tâm mà chạy lung tung là mình thiếu cái trí. Không có cái trí có nghĩa là mình không có cái dũng cảm. Thì cho nên thời mạt pháp Phật tử á, là cứ để tâm chạy lung tung. Là vì con cháu Thiên Ma hồi xưa á, nói là chỉ đọc A Di Đà Phật giảng sanh, không cần phải ngồi thiền, không cần phải đọc chú gì nữa. Mấy cái kiểu mà của thầy Ngộ Thông, Ngộ Thiết ngày xưa ra đó, nó làm ảnh hưởng cho thời nay, đó là của tà đó, mà đã làm không biết bao nhiêu Phật tử từ bi mà đi sai đường. Hôm nay phụ chỉnh lại, muốn thành Phật ít nhiều cũng phải ngồi thiền á, để mà giữ cái tâm mình lại. Tại cái tâm mà nó loạn, nó cứ chạy lăng xăng. Ô, ngày mai khóa energy này nghe, ngày mốt khóa thiền này nghe, thiền lại gì vô ngồi chung đóng, muốn hứa cũng dám gãi. Thiền với sư phụ rất là thoải mái, cứ gãi, hứa cứ gãi, nhưng mà từ từ cũng sẽ hết, phải không? Còn trong kia là phải mặc áo chàng cũng nấm 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 rồi phải giờ giấc cũng giống như trịnh trọng, giống như làm chuyện đại sự mà giá trời lấp biển nha, mà cứu cùng ra chuyện giá giấy không, giá bằng keo không có. Thì mình phải hiểu cái gì gọi là có lợi ích lớn và lợi ích nhỏ. Tại vì mình bỏ 5-10 ngày gia đình, vợ, chồng, rồi đóng cửa tiệm. À, tuy là mình ở Hồ Tu là số 1, nhưng mình biết cái nào là số 1. Ở đây có người chỉ rõ luôn á. Quý vị chạy tới đây 15 phút, tốn không có nhiều xăng. Cái này mới là số 1 nè. Mà có nhiều người đâu có hiểu. À, cứ phải dự khóa này, đại hội kia. Rồi trịnh trọng lắm, đứng sắp hàng rồi đi áo chàng rồi đẹp, thôi đi biểu diễn người mẫu luôn đi. Không à, giống như không, mình chứng kiến mình có chùa mình biết hết. Cuối cùng rồi cái trí tuệ không có sanh, cái tâm vẫn loạn như thường. Cái tâm loạn là bất trị, trừ khi cái trí nó thông minh nó mới khắc được cái tâm. Khi cái trí loạn thì cái tâm sáng là ngồi thiền, nó khắc ngược lại cái trí. Hai cái đó là hai cái thế lưỡng cực. Dạ, có người hỏi bên Việt Nam làm sao để có được bằng thiên tâm mà chú? Mua 15.000 á, có ai bán? Tại nó không có in ra được. Thì có người có máy in, người ta bán, người ta cũng phải đúng. Còn ở trên mạng thì vô trên Zalo hay là vô Facebook Ngô Tấn Kiệt, hoặc là ai trên mạng á, mà có cái bằng đó đó thì cứ lấy đại của họ xuống rồi dùng Photoshop lấy cái hình của họ ra rồi bỏ cái hình mình đó vậy thôi, dễ ở. Sư phụ ơi, cho con hỏi hồi nãy sư phụ nói về niệm Phật của nhóm của pháp sư Tịnh Không á, thưa sư phụ, thì ngài có khuyến khích cho mọi người là kinh A Di Đà hay là Vô Lượng Thọ chỉ niệm Phật thôi. Và nãy sư phụ nói là đường hướng nó không không phải danh pháp,
nhưng mà một bữa ăn chỉ dọn ra có mấy khúc rau thôi, không có cơm cho con ăn. Dạ. Phải ngồi thiền phải hiểu hết, và đồng thời một bữa cơm nó không có đầy đủ, cọp phải có cánh, chứ dù không có đó không là không có đánh phá. Dạ. Cái đó nó chỉ tạo cho cái người đó nổi tiếng, và chỉ tạo cho những bác già làm biết sợ ngồi thiền đau chân đau cẳng. Rồi cái thấy ông này khoái quá, thích hợp với khóa tu của tôi là xong, dính vô gõ hết. À, chú Vui nói vậy đó, lời thật nói thiệt. Con thấy có bao nhiêu người có hữu hiệu không? Tâm vẫn loạn chạy vòng đồng như thường. Rồi bao nhiêu cái cơ sở ở đây nè, cũng bây giờ cũng đâu biết đâu á, thành tài sản riêng á. Thôi con đừng nói trên này đụng chạm con. Dù chỉ nói gì con hiểu được rồi. À, ngồi thiền niệm Phật cũng đi đến nhất tâm bất loạn. Khi ngồi thiền con sẽ mở thiên nhãn thông. Con vừa mở thiên nhãn thông thì con nhìn lại cái xác thú quắc của con ham ở lại thế gian không? Có nhiều lúc cái bụng muốn đi về luôn á. Mà mỗi lần có một lần về nửa đường gặp cái đám mây khổng lồ, con quấn cái khăn đầu đầu kiểu vô, hey đi đâu, nó dễ hiểu. Dạ con nhớ nhà của con đi về. Vô đây ta giảng pháp cho nghe, giảng bốn bài, giảng bốn bài xong đạp cái bịch xuống cho che táo nữa. Giờ ngồi đây đó là Phật Thích Ca đó. À, có nghĩa là ở cái thế gian này không có gì gọi là vui sướng của cuộc đời của mình hết. Mình ở trên kia mới là một đời sống thật sự. Người ở cõi trời á, nó cũng giống như mình nhìn vô mấy con gà nó ăn vịt sống trong chuồng thôi, chẳng khác nào. Hôm nào á, người chủ mà thương á thì cho ăn chút xíu rồi ăn ngon, trộn chút chấu, chút gạo rồi vô. Còn nếu bữa nào chủ làm biếng cho ăn chấu không, thì mình cũng vậy. Cái hệ thống mình nó y chang, không khác nào đám gà nó ăn vịt trong chuồng, đám heo trong chuồng. Con có thích ở đây không? Mà khi ngồi thiền không mở thiền nhãn thông, con sẽ hiểu. Những cái người mà gọi là thiền định mà coi cái báo thân này không có quan trọng, trong đó có Hòa Thượng Tiên Hóa là sư phụ của sắc phàm này. Sư phụ có cái biệt danh là Trung Di á, ở Vạn Phật Khánh Thành ở Cali mà sông Phan đi lên 2.5 tiếng. Thì ngài có một đệ tử tên là Quả Quả gì đó ta quên. Khi mà ổng là một người rất là dữ nha, lúc thời đại nhị thế chiến của Nhật Bản nhốt ổng. Sau lúc đó cái vườn đi mà ổng thấy có một vị ngủ á, có một vị tiên trời nói ngày mai có con chó trắng chạy đi đâu thì ông chạy theo đó thì sẽ thoát khỏi tù. Thì sáng hôm sau có con chó trắng ban đêm á nó chạy, thì cái ông đó ổng theo đường chó trắng ổng vượt ngục được. Thì ổng mới quy hòa thượng để mà làm đệ tử. Khi làm đệ tử ông ngồi thiền, ông đâu có đọc kinh gì nhiều, cũng đọc sơ sơ kinh điển. Nghĩa là mình nói nửa đời nửa đạo á. Thì ông ngồi thiền thì tới một ngày ông thành một vị đắc chứng rồi đó. Khi đắc chứng đó ông dùng lửa tam muội, ông đốt cái thân của ông và đốt luôn cái nhà chòi của ông cháy luôn, để mà hiến thân, để mà trả ơn các chư vị dạy dỗ ông thành đó. Những gì đó vậy. Ở bên Ấn Độ cách đây mười mấy năm về trước, Kiệt đi thăm mấy cái chùa ở bên Ấn Độ của ngài, mấy ngày Tây Tạng. Đi vô cái chùa Trefung có hơn 30-40 cái xác ngồi khô vậy đó. Họ cũng dùng thiền lấy lửa tam muội đốt cái xác của các vị đó ngồi ngóc ở đó, nhưng mà hàng mấy chục năm không có hôi thối. Cho nên thiền định quan của cái thời đại này, giữ cái tâm lợi. Còn niệm Phật á, thì tâm bất loạn chứ thành Phật. Nhưng mà sư phụ cũng thử nhiều lần, nó biến loạn không à. Ai gì là Phật, ai gì là Phật, nó cũng biến loạn đó. À, mình phải có này, có kia, phải không? Sư phụ có thể bày lại cái cách bấm cái đó rồi con quay sát mọi người. Bấm cái gì? Bấm cái tay á, cái tay dạ. Con quay sát cho người ta thấy á. Ấn tam muội đi giữa nghĩa địa hay là giữa rừng sâu
gán chai ngồi để cho ma quỷ nó đừng có gời chán mình. Chỗ đầu mình để vô đây, về mình để tay này, thì mình cứ ngồi thẳng lên. 7 giờ sáng tôi làm cái gì? 8 giờ sáng tôi gây lộn với ai? Tức là mình thiền là thiền quán, dùng mắt thứ ba ở tâm tinh đó, dùng tâm tinh nhìn lỗ mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn lỗ rúng, giữ một động tác mà làm hoài để mình buộc lại 1000 con khỉ lăn tăng ở chổng. Cứ thế mà làm và cứ hít vô ém nửa giây, thở ra nhẹ nhẹ. Khi mình ta buồn vui, thậm chí có bụng hay cả lên máu luôn nữa nghe, trước khi mô đăng tới ngồi thiền nó cũng không có bị chết à, không có đứt mạch máu, rồi cả mà suốt đường mà không có cục kẹo cũng ngồi. Người nào ngồi nhiều chừng nào sẽ không có bệnh tật chừng nào. Thì cái hồ chỉ truyền lại cái này mà trên chỉ, và đồng thời đọc kinh Thiên Tâm để mà mình thêm hiểu được nhiều gì về Phật pháp. Và Tam Đại Tạng Kinh, những người có căn cơ cao á, thì học Tam Đại Tạng Kinh trong đó đủ rồi đó. Mình cũng giống y như Đại Thừa, mình chỉ thêm có một cái là phải thiền. Đại Thừa không có thiền. Cha mẹ nói cọp, lo cắn, cái này là do cha nói hay là Thượng Đế nói. Thiên Tâm là tu thiền, tu tại gia. Đó là lời của chư vị nói. Thì mình giờ mình làm đúng như mấy chư Phật dạy mình. Thiên Tâm là tất cả mình tu mỗi giây, mỗi khắc, mỗi hành động bước ra được. Không phải tu theo nhóm, theo phe và tu theo cái bề ngoài, không có chắc hình thức. Và Thiên Tâm phải hiểu được là có cha, cha trời mẹ đất là cao nhất hay tối thượng nhất của bả địa cầu này, của vũ trụ. Nhưng phải lúc nào á cũng phải là tôn trọng những cái đạo khác mà không có kỳ thị. Giống như Đại Thừa thì có xích mích trong đó, cũng có nhiều nhóm, nhiều phe, rồi là Nam Tông cũng nhiều nhóm, nhiều phe Công giáo, họ kỳ thị qua lại tán lã. Thiên Tâm là cái gốc cây, tất cả các đạo là những cây, không có lý do gì mà mình không hòa đồng với tất cả các đạo hết. Nên đạo Thiên Tâm là hòa đồng tất cả các đạo. Tất cả các con họ Thiên có quyền đi vô nhà thờ làm lễ giáo luôn, có quyền cưới vợ đạo Công giáo luôn, có quyền cưới vợ đạo Hồi giáo cũng được. Gặp ngược lại thì Thiên Tâm là vậy.